Mọi người có biết Việt Nam mình nổi tiếng làm tô xích gọi là top 10 trên thế giới. Tại sao mình không nổi tiếng là những người Việt Nam văn minh lịch sự mà lại là nổi tiếng là top 10 tô xích nhất thế giới? Mình phải coi lại cái người Việt Nam mình đang bị suy thoái như thế nào. Dạ, mình là bà Quý, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn hôm nay. Lời đầu tiên cũng chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay lướt TikTok thì thấy nam em các bạn. Lâu quá rồi nhớ nam em. Khi bây giờ nam em xuất hiện trên TikTok. Và nam em có một cái tiêu đề như thế này. Nam em chê con người Việt Nam. Ngưỡng mồm khi nói Việt Nam văn minh. Việt Nam toxic, tai nạn nhất thế giới. À, cái toxic là cái độc hại mà Việt Nam kêu là toxic, nam em kêu là toxic các bạn. Thì mình cùng nhau chia sẻ cái bài này thử coi nam em nói có đúng hay không, sai ra sao, nhận định như thế nào các bạn về cái cô ta nói. Thì trên cộng đồng mạng á, nếu các bạn mà quan tâm thì bạn thấy rồi, Việt Nam á là đứng hàng thứ ba thứ năm ăn tục nói phét chửi nhau ở trên cộng đồng mạng dân tục á, là đứng hàng thứ ba ở dưới đấy, là đứng hàng thứ ba của thế giới á, là sau Nam Phi. Đến bây giờ vẫn vậy, bạn thấy những cái mà Facebook mà mình bỏ lên, những cái đứa mà nó vô nó văn tục á, là bạn nhìn cái Facebook của nó đi, nó là ảo, nó không có hình, hoặc cái hình giả hình gì đâu không à. Hoặc là trên những cái kênh của mình thì bạn sẽ thấy đó, cái ăn nói đàng hoàng thì không có. Để thử nghe nam em nói các bạn, rồi mình cùng nhau chia sẻ nha. Mọi người có biết Việt Nam mình nổi tiếng làm tô xích gọi là top 10 trên thế giới? Tại sao mình không nổi tiếng là những người Việt Nam văn minh lịch sự mà lại là nổi tiếng là top 10 tô xích nhất thế giới? Mình phải coi lại cái người Việt Nam mình đang bị suy thoái như thế nào. Đừng nghĩ tô xích vậy là hay. Mình mang tiếng đi ra nước ngoài, ta nói ơi Việt Nam top 10 tô xích trên mạng xã hội, tụi bay né ra, tự hào quá hen, tự hào quá hen, tự hào quá hen, tự hào quá hen, đi chửi già tự hào đó. Biến Việt Nam thành một đất nước mà nghe tới ai cũng sợ bỏ chạy ngay đi. Tại sao mình không biến đất nước mình để cho người khác nhìn vào, trời ơi Việt Nam của người ta, mình có lúc mà ta giới thiệu ơi Việt Nam nè, mai khánh tri vé đi friendly, tao sợ tao mắc cỡ á, bị tao mắc cỡ cái miệng dữ lắm. Tao nói mai Việt Nam vé đi friendly, tao mắc cỡ ngượng cái miệng tao luôn á, bị Việt Nam không có friendly như tao nghĩ. Tụi bay tu xích tới mức mà tao nói thiệt qua nước ngoài á, thứ nhất là tụi nó nói là trời ơi Việt Nam nghe nói là top 10 về tệ nạn xã hội với lại tu xích trên mạng xã hội, trời ơi tự hào quá hen, tự hào ghê. Tại sao mình không phấn đấu như nước người ta, mình giỏi lên, mình cứ đổ lỗi cho hết người này người kia là sao? Thôi dùng tạm dùng cái chữ tô xích luôn các bạn. Thì nam em nói là tại sao các bạn là tự hào, nó giờ Việt Nam friendly lắm, Việt Nam là thân thiện lắm, thân thiện đâu thân thiện. Đúng á, cũng chửi mà sai cũng chửi, là cỡ nào thích là quất, vậy thân thiện hồi nào. Đó, thì thắc mắc quá các bạn, hỏi tại sao vậy? Tại sao các bạn lên trên mạng các bạn làm anh hùng bàn phím dữ vậy? À, đây các bạn hỏi. Độc tính Internet của Việt Nam. Tôi biết đây là vấn đề chung của mọi cộng đồng, nhưng ở Việt Nam nó thật sự rất là buồn cười. Bất cứ khi nào chơi game, tôi thường bắt gặp những cái từ tiếng Việt có tên dùng những người chửi thề thô tục, và chúng thường khá độc hại. Tôi đang trò chơi là xe tăng này, chúng tôi đã thua trận vì một chàng trong đội của chúng tôi bị attack đã thông báo là cho đội địch về vị trí của anh ta, và đó là lúc này nói chung là chơi game đi các bạn. Rồi với tên người dùng độc đáo nhất hiện nay là DidMeMe12 DidMeMe12 ghê chưa, bắt đầu trút cơn giận dữ lên tôi. Anh bảo tôi im lặng, tôi làm sao vậy? Anh chàng cái tên là AFK là người duy nhất còn lại trong cái đội chơi game của chúng tôi, muốn giải quyết chuyện này.
Anh ấy đã cố gắng làm gì vậy, thể hiện kỹ năng đánh máy của mình, cho thấy thất bại đến mức nào. Nhân tiện anh chàng chơi game rất tệ, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến những hình ảnh nó xảy ra. Bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào có tiếng Việt, một lần nữa tôi biết đó là vấn đề chung, là Đít Mê Mai. Đó. Đít Mê Mai 12 có lẽ là những nhiều dấu hiệu của một thiếu niên hoặc một đứa trẻ, vì vậy đừng bận tâm chúng. Ok, sao không bận tâm được, phải bận tâm chứ. Rồi, lên trên đó là thì bạn biết rồi. Cái Đít Mê Mai là ở đâu? Dạ, ở đâu thì các bạn cho biết nha. Biết bố mày like không? Đó, nó nằm ở đâu? Đây các bạn. Tại sao nhiều người Việt xả rác trên mạng, đại khái gì toxic đi, toxic các bạn, giống nam em. Tại sao nhiều người trực tuyến đều xả rác như thế? Bởi vì bạn không biết họ là ai. Vì vậy, họ nghĩ rằng họ có tất cả các quyền lực đối với bạn. Hãy nhìn xem, tôi không phải là thiên tài hay gì cả, nhưng một nửa dân số Internet chẳng là gì ngoài những người làm những việc như bắt nạt, lừa đảo, tấn công, xúc phạm, thật sự bất cứ điều gì làm việc. Và bạn đã bao giờ nghĩ tại sao họ làm vậy chưa? Thứ nhất, bạn không biết họ và họ không biết bạn, nên họ sẽ chọn cách làm cho cuộc sống của bạn trở nên khốn khổ để mua vui, khi thực tế họ chỉ là những kẻ khốn khổ, khốn nạn. Thứ hai, họ có thể đang trải qua điều gì đó, nên họ quyết định trút bỏ mọi tức giận, thất vọng, nỗi đau lên bạn, vì họ muốn người khác cảm nhận được cảm giác của họ. Đó thật sự là những lý do duy nhất có thể xuất hiện trong đầu tôi, là hỏi tại sao người Việt Nam tô sức ở trên cộng đồng mạng như thế. Vì vậy, nếu bạn hoặc bất kỳ ai mà đang phải đối mặt với những cái sự độc hại từ khá nhiều người khác trên bất kỳ cái nền tảng xã hội nào đó, bởi vậy tôi chắc chắn nếu ai đó quyết định thô lỗ xúc phạm bạn trên mạng, nhưng bạn biết họ ngoài đời, bạn có thể đấu tranh để họ im lặng. Nhưng vì bạn không biết họ, trừ khi bạn chặn họ, cô ấy, anh ấy, bạn ấy, tôi chắc chắn rằng họ rất khó để... Này, tôi chắc chắn rằng sẽ rất khó để loại bỏ độc tính đó của một ai đó ra khỏi. Làm thế nào để tôi giữ vững đây? Tại sao Internet lại như thế những người Việt Nam? Bởi vì những người đã trốn đằng sau cái máy tính, không bị nhận dạng. Kết quả là họ cảm thấy rằng nếu không tiết lộ danh tính thật sự của mình, họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Bạn đã bao giờ thấy một người nói những điều giống như họ nói trên Internet ngoài đời chưa? Cái này hay các bạn. Bạn có thấy một người nào đó nói như họ giống ở trên Internet mà ở ngoài đời chưa? Hay. Không. Bởi vì tất cả những gì bạn cần là một khuôn mặt và bạn theo dõi người đó. Bởi vậy, nó chứa đầy đủ một lũ khốn nạn nghĩ rằng thật là buồn cười khi làm hoặc nói điều gì đó với bạn. Bạn không biết họ là ai. Bởi vậy, họ không bao giờ có thể chôn bạn ngoài đời thật tước. Internet bây giờ thật là lãng phí thời gian. Nó không vui chút nào, chẳng có gì tuyệt vời cả. Đó chỉ là nơi là những kẻ thua cuộc lui tới. Một số nơi YouTube, Facebook rồi tùm lum la trên đó, là giống bà Đồng Hương á, những người nào mà lên Facebook là những kẻ rỗi hơi. Đó các bạn. Bởi vì thông thường không có trách nhiệm giải trình những gì được nói. Bạn có thể nói tục, thô lỗ, chơi khăm tùy thích, ngoài việc có thể bị xóa bài đăng, phản hồi của bạn, và chỉ khi một trang web được kiểm duyệt theo cách nào đó, thì không có trách nhiệm giải trình gì hết, cho nên họ tha hồ văn tục. Trong nhiều trường hợp, thậm chí không có bất kỳ thông tin nào về người đăng những cái nội dung đó. Vì vậy, về cơ bản, bạn ẩn danh và có thể nói bất cứ điều gì. Ngoài việc có thể bỏ tài khoản của mình, sau đó bạn có thể tạo một tài khoản khác, không có cách nào để biết liệu điều đó có thực sự có ý nghĩa gì hay không. Lưu ý rằng tôi đã từng bị như thế, những cái người đó.
nói về Việt, dân Việt Nam là vậy các bạn. Thì nói là cái không phải là mình ngồi ở dưới sau cái bàn phím mà mình nói lên người ta không biết mình là mình nói đâu. Cái đó là những kẻ vô học, những kẻ vô học, nó là những kẻ khốn nạn đó các bạn. Đó, cái từ khốn nạn đó, đó là những người cung cực, những kẻ vô học, thì nó mở cái câu từ thô tục, thô bỉ ở trên cộng đồng mạng, như là sờ lờ đờ mờ đi mẹ mày biết bố mày like không vân vân đó, những câu đó. Còn những người có học, họ lên họ đâu không có thể nào mà bấm những cái chữ đó ra, họ biết không? Chờ biết sao không biết không? Họ biết nói không? Sao không? Đó các bạn, Việt Nam không phải là nằm ở trong cái top 10 như năm em nói. Việt Nam nằm ở trong cái top 5, bệnh lắm, thấy chưa? Mới đây Microsoft, tỷ đài nữa cũ rồi, năm em nhắc cái này năm 2022 á, đã đưa ra bảng đánh giá những nước kém văn minh nhất thế giới trên không gian mạng, và Việt Nam chính là nước nằm trong top 5 bởi những hành vi bị coi kém văn minh. Khi mà tôi ngượng mồm tôi nói Việt Nam là văn minh. Cụ thể hãy cùng chia sẻ các bạn phản ứng của cộng đồng mạng Việt Nam. Theo khảo sát mới đây công bố của Microsoft, Việt Nam nằm trong top 5 của các nước mức độ văn minh trên mạng thấp nhất thế giới. Mặc dù công bố này có phần thiệt thòi để thể hiện Việt Nam là một quốc gia kém văn minh, nhưng lại không quá có nhiều người phản đối về vấn đề này. Thậm chí có đến 87% bạn đọc báo của Zing.vn đồng tình với cái bảng xếp hạng này, bởi những hành vi của người Việt trên không gian mạng trong những năm gần đây thật sự đáng bị lên án. Bên cạnh những người đồng tình thì cũng có những cái phản đối. Đó, này nó chạy dữ hết ta. Ê, xin lỗi các bạn, để mình vào lại. Ồ, nó nhảy quảng cáo hết, không vô đổi luôn, thua luôn. Nó của Việt Nam đó, bấm ra nhảy lộn sao bằng vậy. Sao anh đang làm phiền người đọc báo à? Anh đang làm phiền người đọc báo, đau mất luôn rồi. Sử dụng bên cạnh những cái người đồng tình thì có những cá nhân phản đối kết quả này và cho rằng bảng xếp hạng đang sử dụng dẫn chứng vô căn cứ. Thậm chí có những tài khoản đã để lại bình luận phủ định kết quả nhưng lại ngầm khẳng định người Việt Nam kém văn minh thật sự. Cụ thể là tài khoản ở cái tên là Koba Yashi từ Việt Nam trên Facebook thấp cái lờ sờ, thấp cái đờ mờ mày đó, căn cứ vào đâu mà đánh giá chứ vậy đó. Bình luận thô tục của tài khoản này đã khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng vì cách hành xử của người này thật sự đang bị lên án. Tại sao Việt Nam là nước kém văn minh trên không gian mạng mà nó kém văn minh ở trên ngoài đời không? Lọt top những nước kém văn minh nhất thế giới trên không gian mạng chắc chắn là điều không người Việt Nam nào muốn. Tuy nhiên, những hành động dưới đây lại chính là lý do khiến nước ta bị xướng tên trong bảng xếp hạng, dễ bị dắt mũi và hay chửi bới. Những người dùng mạng kém văn minh thường xuyên chửi bới, rất dễ gặp ở các nền tảng của mạng xã hội. Ok, YouTube, Facebook, Instagram, v.v. Đây là một hiện tượng xảy ra rất phổ biến, đặc biệt là sau những trận bóng đá căng thẳng của đội tuyển Việt Nam, nhất là khi có những tình huống gây tranh cãi. Cộng đồng mạng Việt Nam sẽ dễ bị dắt mũi bởi các page lớn xuất kích tiến hành công kích một cá nhân nào đó bằng những lời nói hung hăng vô văn hóa, đặc biệt là chửi mới trọng tài, hoặc là chửi bới trọng tài, hoặc là cầu thủ khi mà tranh cãi. Bảo sao cho các thương hiệu mang tính bày đàn sẽ không ngoa nếu nói một cộng đồng mạng Việt Nam có tính bày đàn rất cao bằng cách hùa nhau thực hiện những hành vi kém văn minh. Bạn thấy cái kênh Đạt Nguyễn Official hoặc là cái kênh TikTok là cha con nó vô văn tục rất nhiều. Bạn biết TikTok với giới trẻ nhiều lắm, giới trẻ phải là 80%.
Và cái kênh nào Nguyễn Official giới trẻ nó cũng nhiều, nó binh là ma dân Việt Nam, nó do nó văn tục, nó không có biết cái gì ngoài cái chữ văn tục đó, nó không biết ngoài cái đó, nó không biết nói cái gì hết á. Tổ chức hoặc mới đây nhất là hùa nhau vào đánh giá một sao cho những cái ứng dụng hoặc một địa điểm làm mất đi danh tiếng đã xây dựng bấy lâu nay của họ, thậm chí thương hiệu bị công kích hoàn toàn không có lỗi. Do đó rất nhiều thương hiệu và nhiều người lo lắng, quan ngại xảy ra và va chạm với cộng đồng mạng Việt Nam vì khả năng tai bay họa gửi rất nhiều. Chẳng hạn năm 2019, một blogger đã xảy ra mâu thuẫn với một cái khu resort, một cái là YouTuber đó ở ngoài Nha Trang thì phải. Lúc này cộng đồng fan của anh ta vào và ném đá cái resort này, sẵn sàng tấn công với những người trái quan điểm của mình. Một trong những yếu tố quan trọng tiếp theo khiến Việt Nam lọt top những cái nước kém văn minh nhất thế giới là hành vi sẵn sàng tấn công những người trái quan điểm với mình. Cụ thể, khi thấy cộng đồng mạng kéo nhau vào đánh giá một sao ở một khu nào đó, thì bắt đầu thể hiện quan điểm của bản thân. Thế nhưng điều anh nhận được là sự công kích nặng nề từ dân mạng, vân vân các bạn, đó, nhận vô. Thản nhiên xin clean clip nóng. Ok. Từ khóa xin clean hay clean ở đâu, clip ở đâu chắc hẳn đã không còn xa lạ với cộng đồng mạng Việt Nam. Những từ khóa này được xuất hiện khi một cá nhân nào đó nổ ra scandal lộ clip nhạy cảm và cộng đồng mạng xin clean. Đừng liên nha, để kịp thời bắt chen xem clip mà không cần quan tâm đến cảm nhận của nạn nhân. Chúng ta có thể nhắc tới sự kiện của ca sĩ và nào đó thôi, mình không nói tên đi, không bị bị hack vô cái camera lộ clip thay đồ nhạy cảm. Thế nhưng thay vì đồng cảm thì nhiều người lại còn có hành vi kém văn minh là xin clip, xem clip và thậm chí là phê phán nạn nhân. Nhưng hành vi này của cộng đồng mạng nếu đánh vào tâm lý của những người nhạy cảm thì thậm chí có thể bị khiến họ bị trầm cảm, hướng đến một cái năm tích cực hơn để cải thiện văn minh trên môi trường internet. Cái này từ năm 2022 đến năm 2024 nó còn chắc còn tệ hơn nữa. Microsoft kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng văn hóa hành xử đúng mực, cảm thông, thấu hiểu và tôn trọng mọi người cá nhân tham gia trên online. Theo đó, nhiều người dùng nên suy nghĩ trước và khi trả lời, bình luận hoặc tương tác để tránh gây bất đồng mâu thuẫn, đồng thời tránh đăng tải gửi những cái hình ảnh tiêu cực đến người khác, tránh công kích cá nhân. Ngoài ra, cũng cần tôn trọng sự khác biệt và cái cách nhìn đã đa dạng, sẵn sàng đấu tranh trước những cái hành vi ứng xử thiếu văn minh chưa chuẩn mực. Hy vọng qua những cái chia sẻ này, đội ngũ internet, đội ngũ này kia, đội ngũ của Việt Nam và người dân Việt Nam. Việt Nam nằm lọt trong những cái nước kém văn minh nhất thế giới trên không gian mạng, từ đó xem lại hành vi của mình, những người xung quanh có thể ngăn cản hành vi này. Nhưng mà càng ngày càng thấy họ càng hung hăng hơn. Những hành vi này càng ngày càng nhiều hơn. Bạn thấy Facebook cũng vậy, không? Cứ là xà lờ vậy thôi. Đờ mờ. Chứ còn ngoài ra thì họ không biết nói cái gì các bạn. Cho nên anh em nói sao, tôi nghe thấy ngượng quá khi nói Việt Nam văn minh. Là anh em nhận ra được mình không phải là một bài đàn mà chó hùa khi mà nói ê Việt Nam không văn minh, nhảy vô chửi liền. Hoặc là nói trời ơi dân Việt Nam lao động lương thấp lắm, cuộc sống vất vả lắm, không chịu. Mày lâu rồi chưa về Việt Nam hả? Mày nghĩ sao giờ Việt Nam á, là khổ. Mày nghĩ sao 2 tờ đô la đó là ngon. Việt Nam bây giờ ngon lắm, nó có bạn không có chấp nhận. Không, nó vô chửi à. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn. Bây giờ xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.